Mới đây, Á hậu Huyền My chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 diễn ra vào tháng 10 tại Quảng Bình. Để chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc này, Huyền My tiết lộ đã chuẩn bị khá kỹ cả về tiếng Anh, kỹ năng catwalk và kiến thức nền ở nhiều lĩnh vực. Thời gian vừa qua, thứ mà Huyền My chuẩn bị tích cực nhất là tiếng Anh. Và bên cạnh đấy thì cũng học thêm về kỹ năng mềm cũng như là đọc, tìm hiểu thêm về những kiến thức từ cơ bản đến tổng hợp. Những thông tin cả trong và ngoài nước để Huyền My muốn là mình có thể hoàn hảo từ cả bên ngoài tới bên trong để giới thiệu được những gì tốt đẹp nhất tới với bạn bè quốc tế. Thời gian vừa qua thì Huyền My có mời một huấn luyện viên tới bên Philippines sang, và người đấy cũng chính là người đã huấn luyện cho chị Pia là Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm ngoái. Thế nên là Huyền My tin là cái thế mạnh bây giờ Huyền My có thể thể hiện ra nhiều nhất chính là catwalk. Nói là không phải áp lực thì không đúng, nhưng mà với Huyền My thì nó không quá là áp lực. Thế nên Huyền My nghĩ là mình sẽ đến với cuộc thi với một tâm thế thoải mái nhất. Và ai đi thi thì cũng mong là mình sẽ có được ngôi vị cao nhất rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì Huyền My nghĩ là mình không nên nói trước một vấn đề gì cả, mà Huyền My hy vọng là mình sẽ làm nên được một điều đặc biệt nhất ở trong bản đồ sắc đẹp quốc tế. Bởi vì năm nay cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam thì chỉ có một cái áp lực là thí sinh người nước chủ nhà. Thế nên Huyền My nghĩ đấy cũng là một cái động lực để Huyền My có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Và tuy nhiên Huyền My hy vọng là đối với, nếu mà Huyền My nhận được nhiều hơn sự cổ vũ từ khán giả của nước mình thì biết đâu đi chăng nữa. Huyền My cũng không muốn nói trước, nhưng mà biết đâu đi chăng nữa thì thành tích có thể hơn chị Loan, thì Huyền My cũng rất là hy vọng điều đấy sẽ xảy ra đối với mình. My đã tìm hiểu qua một số, thực ra My không phải là một số, mà bởi vì đến thời điểm này thì vẫn chưa công bố hết tất cả các danh sách thí sinh. Thế nên là đối với những người mà My đã tìm hiểu qua thì có rất là nhiều những chị có thể gọi là đối thủ nặng ký. Nhưng mà tuy nhiên My vẫn tin vào bản thân của mình, và My nghĩ là mình nên tự tin vào bản thân mình nhiều hơn là nên sợ hãi cho bất cứ một đối thủ nào khác.